các bạn. Hôm nay trên tay mình đây là mình có một được hai cái chân slip mã là R724CF và R634CF. Thì đây là hai chiếc chân carbon dạng nhỏ gọn. Cái này thì cũng không có mới lắm, nhưng mà nó rất phù hợp với những cái bạn mà hay di chuyển muốn đi chụp hình thì mà cần cái chân máy nhỏ gọn để mình có thể phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì cái chân slip này nó bán ra thì nó bán với cái dạng là chân không, thì mình có thể tùy chọn, mình có thể mua tất cả những các loại đầu khác để mình có thể thay vô để phù hợp với nhu cầu của mình. Như ví dụ như khi các bạn muốn quay phim thì các bạn có thể mua cái đầu này với giá rất rẻ đó. Đầu này hoặc là hai cái loại đầu này là hai loại đầu chuẩn của slip thì đó, nó rẻ ràng. Còn không thì các bạn có thể mua những cái đầu đắt tiền hơn đó. Như các bạn thấy đây là cái chiếc chân máy R634CF mình đã gỡ ra và mình xếp lên cho bạn thấy. Và đây là cái chiếc chân R724CF. Cái chân này là cái chân nó bao gồm 4 đoạn và các khớp nối của nó, khóa khớp nối là mình bắt bằng tay chứ mình không có con nút gạt giống như những cái loại khác. Thì cái ưu điểm này thì mình xài rất là tiện, tại vì khi mình vặn, mình khóa bằng tay thì nó sẽ cố định luôn cái ống trục này, nó không cho di chuyển cái ống trục này khi mình xoay. Cái chân 724CF này thì tải trọng nó có thể tải được những cái vật nặng máy ảnh lên tới 5kg, và cái chân 634 này thì nó chỉ tải được cái khoảng 3kg thôi. Thì cả hai chân nó đều giống nhau, thì ở đây các bạn thấy nó ở đây nó có cái khớp khóa hai chiều, mình có thể khóa bằng cái tay khóa, tay nắm khóa này hoặc là như này, và cái ống giữa này mình có thể gỡ ra được. Đây. Cái ưu điểm của cái này thì khi mình gỡ ra mình có thể cho cái chân nó nằm sát xuống mặt đất để mình chụp những cái vật, những cái góc từ dưới lên, hoặc là có thể chụp mặt rô, những cái góc mà cần thấp mà khi chân máy không thể mà xuống tới được. Rồi, mình nói thêm về cái khóa hai chiều của cái khóa mà giữ cái trụ trung tâm chân máy này. Thì bình thường những chân máy khác ta thấy nó sẽ có chỉ có một cái khớp khóa ngay đây thôi. Thì nó thứ nhất là khi bạn để những cái vật, những cái máy nặng thì nó dễ bị tuột cái chân này nếu mà mình siết không chắc lắm. Thì ngoài ra thì ở đây cái chân slip này nó sẽ thêm một cái khóa ở đây nữa để nó siết chặt lại. Mặc dù ví dụ như khi ta siết ở đây ta có thể khóa một trong hai cái cũng được, nhưng mà để chắc hơn thì phải khóa hai cái, có thể khóa đây và mình nới động đây không sao. Thì nó để ra thêm cái khóa tại dưới này thì nó để làm chắc hơn và để cho cái chân máy nó, cái độ bền của máy nó cao hơn mà. Thì ngoài ra cái chân khác nhau thứ hai giữa hai cái chân máy á, thì cái chân 724CF này nó có cái móc để bạn có thể treo các loại ba lô hay những cái vật nặng để mình có thể kéo cái trọng tâm xuống, để những cái khi mình ra những cái địa hình như là gió mạnh hoặc là những cái địa hình nó bập bênh đó, nó không có chắc lắm thì nó sẽ làm kéo cái trọng tâm của máy xuống, thì làm cho chắc chắn cái chân máy nó chắc chắn hơn rồi. Như bạn thấy, và cái chân này nó sử dụng cái con ốc chuẩn này là cái chuẩn nhỏ, thì nó tương đương với con ốc gắn lên cái body máy luôn. Thì nếu mà nhiều khi bạn quên cái đầu hay sao, bạn có thể gắn máy trực tiếp vào cái chân máy này để bạn có thể chụp đỡ cũng được. Rồi, ngoài ra thì mình nói là ngoài cái lợi ích thứ nhất, ngoài cái ưu điểm thứ nhất của nó là nhẹ gọn, mình có thể dễ mang vác đi, và khi nó xếp lại nó có 4 đoạn thì xếp lại nó ngắn. Thì cái lợi ích thứ hai của nó là nó khi mình mở ra mình chưa có kéo cái trục giữa này lên thì nó cái chiều cao của nó cũng là cao ngang mặt mình rồi. Thì cái chiều cao mình đo được khoảng từ dưới đất lên tới đây thì khoảng nó 1m3. Khi mình gắn cái đầu, ví dụ như mình gắn cái bon head này vô thì nó lên khoảng 15 nữa là khoảng gần 1m5. Và với cái chiều cao này là nó tương đương gần như tương đương với tầm mắt của mình khi mình chụp hình. Thì mình không có cần phải kéo cái chân này lên để nó có thể nó chắc chắn hơn. Tại vì khi mà bạn kéo cái chân này lên đi, kéo nó lên thì thứ nhất là bạn khó có quản lý được cái màn hình của máy, và thứ hai là nó sẽ yếu hơn nhiều so với bạn để nó là cái hệ thống
nó chặt ba ra như thế này. Cái điều này là những cái chân khác nó không có. Những cái chân khác khi mà bạn mở ra hết cỡ thì nó rất là thấp, nó khoảng chừng 1m mấy trở đi thôi, 1m2 gì đó. Thì bạn muốn lên tới tầm mắt mình thì bạn phải đẩy cái chân giữa này lên, và khi đẩy lên thì nó rất là yếu. Rồi các bạn có thể thấy cái khớp xoay này là cái khớp xoay đa góc, thì ở đây mình thấy nó được ba góc nè. Đây là ở đây là mình xoay một góc để nới lên được một tí xíu ra để góc thứ hai. Và khi mình giật lên nữa thì nó sẽ ra được một cái góc cao hơn, ra mình sẽ có cái góc thấp hơn. Đây, góc này rất là thấp đó, thì thích hợp cho các bạn chụp macro hoặc là những cái góc cực thấp. Ngoài ra mình hồi nãy mình nói là cái trụ này mình có thể gỡ ra được, bạn gỡ ra thì bạn sẽ thấy cái chiều cao của nó xuống thấp hơn. Thì theo mình đo được thì cái chiều cao từ dưới mặt đất thấp nhất của cái chân này thì nó khoảng là 18cm thôi. Góc này là cũng là rất là thấp rồi. Ngoài ra mình nói thêm là cái cục cao su ở dưới chân này thì mình có thể thay được, ví dụ như là cái mặt bằng, những mặt bằng trơn láng thì mình có thể thay bằng cái cục cao su này để cho nó khỏi trơn, chân nó khỏi trượt đi. Thì nếu mà mình ra những cái mặt bằng như là ra ngoài đất hoặc cát thì nó sẽ có một cái bộ chân bằng inox, bằng sắt đó, để mình gắn vô để cho nó chắc chắn hơn. Ở đây là mình có cái bộ này, thì cái bộ này thì có tùy một số loại chân, có đời chân thì nó sẽ cho mình đi kèm theo, còn một số đời chân nó có nhưng mà mình phải mua rời. Ví dụ như hai cái chân này thì mình phải mua rời cái bộ này đi theo đó, mình dùng ốc mình bắt lại thôi. Ưu điểm của cái bộ chân này là khi nó cắm sâu xuống dưới mặt đất đó, cắm sâu xuống mặt đất để chân nó chắc chắn hơn thôi. À, thì mình có lựa chọn là một là cục cao su này, hai là mình có thể mua cái bộ chân sắt này để gắn vô. Thì đây là cái điều mà chỉ có những cái loại chân mà trên dòng trung cấp thì mới có thôi, còn những cái loại chân bình thường thì mình chỉ có một lựa chọn duy nhất là cái cục cao su này, và khi nhiều khi nó mất đi rồi thì mình cũng không có thể thay thế được nó. Thì nó khoảng tầm 5 triệu rồi. Và cái chân 634 này thì nó bán khoảng chừng có 4.3 triệu. Thì cái giá này là theo một cái giá này cực kỳ thấp, thấp hơn rất là nhiều so với những cái chân mà những chân carbon mà đã có trên thị trường. Chân carbon đang có đồng lương rất là cao, ví dụ như khoảng từ 7-8 triệu trở lên. Rồi, các bạn thấy đây là ngoài những cái ưu điểm của nó thì cái giá thành của nó cũng là một cái vấn đề. Thì với cái giá của một cái chân carbon, ví dụ như cái chân 724 này thì nó có giá chính hãng đang bán của T-Size thì khoảng cỡ 5 triệu, và cái chân 634 này thì nó đang bán khoảng là 4.3 triệu. Thì cái giá này mình thấy rất là thấp so với những cái chân mà những chân carbon mà đã có trên thị trường là rất là cao, ví dụ như khoảng từ 7-8 triệu trở lên cho một cái chân dòng phổ thông gọn nhẹ, có thể mang vác đi được mọi nơi. Ví dụ như cái chân này khi gắn đầu vô thì nó cái này 1.4 kg thì gắn đầu vô thì nó khoảng cỡ cái đầu này nữa là chưa tới 2 kg, rất là gọn nhẹ. Cảm ơn các bạn.